muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch, ăn uống yên tâm. Với công thức luộc thịt dưới đây bạn sẽ có một ăn thơm ngon, không lo hóa chất tồn độc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi mua thịt lợn, không bao giờ bạn nên chỉ đơn giản yêu cầu, cho tôi 5 lạng thịt thăn, hoặc cho tôi 3 lạng thịt ba chỉ. Thay vào đó, hãy tập trung quan sát kỹ càng để lựa chọn thịt lợn sạch theo những cách sau đây. Hãy tránh mua thịt lợn nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây. Nếu lợn bị bơm nước, thịt sẽ có màu nhạt, đồng thời có vẻ nhão, thớ cơ bở và thường chảy ra nhiều nước hơn so với thịt bình thường. Nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu này, hãy tránh mua thịt đó. Đừng mua miếng thịt ít mỡ và lượng mỡ mỏng bất thường, vì có thể đây là thịt bị tiêm chất tạo nạc, gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu được tiêu thụ. Ngoài ra, chị em nội trợ cũng nên tránh mua những miếng thịt có màu đỏ đậm, vì có thể lợn đã được tiêm thuốc an thần trước khi bị mổ, làm cho máu đọng trong tế bào có màu sẫm hơn. Khi lựa chọn, hãy sử dụng tay để ấn vào miếng thịt và tạo thành một vết lõm. Nếu khi bạn nhấc tay ra, miếng thịt trở lại hình dạng ban đầu, điều đó chứng tỏ đó là thịt ngon và đảm bảo chất lượng. Cách để sơ chế thịt đúng cách. Thịt lợn là một nguồn cung cấp protein quan trọng, nhưng khi ngâm thịt trong nước nóng, một lượng lớn protein sẽ bị mất đi. Ngoài ra, khi đun thịt trong nước sôi để trần, thịt sẽ co lại và hấp thu nhiều hóa chất và chất bẩn hơn, làm cho thịt trở nên độc hại. Để xử lý thịt một cách chính xác, ta nên rửa nhanh thịt bằng nước sạch hoặc rửa thịt trong nước pha ít muối. Cách làm đúng và hiệu quả nhất là ngâm thịt trong nước muối loãng để loại bỏ chất bẩn và cải thiện hương vị của món ăn. Hoặc bạn có thể đặt thịt vào nồi nước lạnh và đun trên bếp cho đến khi nước sôi. Trong quá trình này, nếu thấy nổi bọt trên nước luộc thịt, bạn nên vớt bọt đó bởi đó là các độc tố trong thịt được loại bỏ. Nếu bạn tuân thủ các bước trên trước khi nấu, bạn sẽ không cần lo lắng quá nhiều về sự an toàn của thịt lợn. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch, ăn uống yên tâm. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.